Thưa quý vị, đêm khai mạc lễ hội áo dài 2018 đã tưng bừng diễn ra vào tối ngày hôm qua, mùng 3 tháng 3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thuộc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng không cần phải chờ tới đêm khai mạc mà ngay từ những ngày đầu Tết Nguyên đán năm 2018 đến nay, nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có lẽ là cũng không quá khó để bắt gặp hình ảnh những tà áo dài ở khắp mọi con đường, từ nhà tới công sở. Có thể nói là từ lễ hội áo dài lần thứ nhất được tổ chức đến nay thì việc mặc áo dài không những được khuyến khích ở nhiều môi trường làm việc mà dường như nó cũng đã và đang trở thành một thói quen, niềm thích thú của không ít các chị em. Và đó cũng chính là ước mong của ban tổ chức lễ hội áo dài, trong đó có nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Anh chính là một trong số những nhà thiết kế nổi tiếng góp mặt trong lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 2018 với vai trò cố vấn chuyên môn, ban giám khảo. Với quan điểm rất riêng của mình, mong áo dài được bình thường hóa, liệu anh sẽ có những chia sẻ thế nào với câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay? Mời quý vị cùng theo dõi. Năm nay như một lời chào. Dạ xin chào nhà thiết kế Sĩ Hoàng ạ. Thưa anh, gần đây thì xu hướng mà mặc trang phục áo dài gần như đang trở lại một cách mạnh mẽ. Thế nhưng không biết rằng liệu cái việc chiếc áo dài được ưa chuộng vài năm trở lại đây, phải chăng nó cũng rơi vào cái trường hợp chỉ là một cái xu hướng nhất thời, hay thực sự giá trị của chiếc áo dài Việt Nam đã được nhận thức một cách mạnh mẽ hơn, và chính từ cái sự yêu mến chiếc áo dài đó và người ta đã tự nguyện khoác lên mình những chiếc áo dài. Chúng ta phải cảm ơn những người dân, bởi vì chính họ là những người mà gìn giữ những cái giá trị này một cách thầm lặng. Những cuộc thi về sắc đẹp thì bao giờ áo dài cũng là một cái bảng thi bắt buộc. Rồi những cái lễ hội dân gian truyền thống được phục dựng lại thì bao giờ áo dài cũng là một trang phục không thể thiếu. Cái đỉnh điểm của cái điều này chính là ý tưởng xây dựng một cái thương hiệu thành phố Hồ Chí Minh, thành phố áo dài thông qua lễ hội. Và nó khiến cho mọi người bên cạnh cái yêu thương là về cái cảm thì đi cùng với cái hệ thống pháp chế là cái lý. Tôi nghĩ một cái liên tưởng vui vui trong tình yêu, người ta yêu nhau vô cùng thề non hẹn biển nhưng vẫn phải đi ra để làm một cái giấy hôn thú. Tôi tin rằng là những cái giá trị thật ở đây là tà áo dài nó sẽ trở về với cái điều bình thường trong đời sống. Nhân anh chia sẻ về hai chữ bình thường thì trong một phát biểu trước đây anh đã từng chia sẻ anh cũng muốn chiếc áo dài trở nên bình thường trong cuộc sống đó. Thì cái định nghĩa bình thường ở đây theo anh là như thế nào ạ? Chúng ta biết là bất kỳ một cái điều gì trong cuộc sống khi mà chúng ta cứ phải nhắc đi nhắc lại, nói đi nói lại thì đó là điều không bình thường. Bởi vì nó đang thiếu nên chúng ta vẫn phải nói tới. Còn khi mà nó đã hiển nhiên như một hơi thở, chúng ta mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta có để ý hơi thở của mình đâu, nó vẫn như thế. Và phải chăng đó chính là sự cân bằng? Có được sự cân bằng là điều quý nhất. Vậy thì cái việc mà áo dài đã trở thành bình thường thì đó chính là sự cân bằng trở lại. Sự cân bằng giữa một cái sự phát triển về kinh tế, về vật chất mang lại sự ấm no, sự đầy đủ, sự tiện nghi thoải mái cho mọi người, nhưng nó vẫn mang lại một cái giá trị tinh thần. Và chính cái giá trị tinh thần đó làm cho cuộc sống thăng hoa. Vậy thì việc chiếc áo dài trở thành một cái hơi thở trong cuộc sống, trở thành một điều bình thường như thế, có sợ rằng nó sẽ biến cái chiếc áo dài nó mất đi cái sự trang trọng vốn được người ta trân quý như là một cái bộ quốc phục của Việt Nam không ạ? Chúng ta biết rằng là áo dài không chỉ đẹp về giá trị thẩm mỹ mà nó còn bao hàm thêm một giá trị nữa, đó là nhân cách, là đạo đức của người mặc. Hai giá trị này đi song hành với nhau. Và khi một người khoác lên một tà áo dài thì nó định ra một cách vô hình nhưng rất là mạnh mẽ, nó buộc người mặc phải ý tứ trong lời ăn tiếng nói, trong cái phong thái, trong cái dáng đi điệu ngồi. Khi khoác lên mình một cái áo là chúng ta đã khoác lên trách nhiệm của một công dân. Và với trách nhiệm đó thì chắc chắn là người ta chỉ có làm những điều tốt và đẹp thôi. Vì thế không thể nào mà chúng ta lo ngại rằng là với cái áo dài mặc ở đời sống bình thường, hoặc thậm chí là một cô, một dì, một người phụ nữ nào đó họ tảo tần buôn bán ở ngoài chợ
và mặc một cái áo dài đơn sơ mộc mạc, rồi là chúng ta nghĩ rằng đó là sự tầm thường, mà chúng ta phải thấy rằng là cái áo dài nó giá trị đến độ mà nó được trân quý khắp mọi tầng lớp, sang hèn khác nhau, như một biểu tượng của di sản văn hóa mặc, để người nước ngoài họ có thể nhận ra đây là người Việt. Nhưng mà năm ngoái thì chúng ta thấy có sự xuất hiện của kiểu phối hợp áo dài với đực. Trào lưu thì vẫn là trào lưu và các bạn trẻ vẫn xuất hiện với cái hình ảnh áo dài với đực năm nay. Và chúng ta có cần phải điều chỉnh cái gì đó hay không để chiếc áo dài vốn có của người Việt Nam thì nó vẫn sẽ là mang cái nét đẹp thuần túy truyền thống của người Việt Nam? Đối với áo dài, sự cách tân nó là một cái điều có thật trong cái quá trình phát triển. Nhưng mà khi mặc áo dài lên, rõ ràng là tự người mặc phải điều chỉnh hành vi, lời ăn tiếng nói của mình, và nó cũng buộc cho cái người khi tiếp xúc cũng phải có một cái sự trân trọng nhất định. Nếu mà một cái thiết kế, một cái sáng tạo nào đó nó phá vỡ cái điều đó hoặc ảnh hưởng điều đó thì chắc chắn là khó được chấp nhận. Và cái áo dài váy đục nó chỉ là một cái tên gọi ngụy biện áp đặt vào cái kiểu dáng, mà thực chất nó chỉ là một cái kiểu áo thời trang đã qua mùa của Trung Quốc vào năm 2016. Năm nay thì chúng ta thấy là cái hiệu ứng của bộ phim Cô Ba Sài Gòn, mọi người đã mặc trở lại đúng cái kiểu áo dài của Việt Nam, cũng rất là tiện lợi, cũng rất là thoải mái và rất là đẹp. Còn tôi xin phép được nói một cách thẳng thắn, nếu ai còn mặc cái kiểu áo dài đó thì là chúng ta đang tự đồng hóa mình một cách ngoại lai, vô căn cứ và thiếu trách nhiệm. Chúng ta không ngại ngần tiếp cận và dung nạp những cái tinh hoa của thế giới, nhưng phải có chọn lọc. Rất là cảm ơn những chia sẻ của nhà thiết kế Sĩ Hoàng, và cũng hy vọng rằng trong lễ hội áo dài năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh thì tất cả các du khách đến với thành phố sẽ có một mùa lễ hội thật sự ấn tượng. Xin cảm ơn buổi trao đổi của chương trình, và qua đó xin chúc cho tất cả chúng ta, những người công dân của thành phố Hồ Chí Minh có được một cái mùa lễ hội thật đẹp, thật hay, thật vui, thật ý nghĩa. Và đừng quên rằng chúng ta khoác lên mình bộ áo dài còn là trách nhiệm công dân của một đất nước.